Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì hôm nay sẽ không phải là một video chơi game như thường ngày, mà hôm nay sẽ là một video mà trong đấy thì mình đã gửi đến anh em những cái lời tâm sự. Thì lời đầu tiên mình xin nói với các bạn thế này. Hiện tại thì kênh YouTube của mình đang gặp sự cố. Thì có một chuyện thế này, đấy là kênh YouTube của mình đang bị mất đề xuất rồi. Thật sự thì mình khá là buồn vì cái điều này. Kênh 1 triệu 8 người đăng ký. Và như mọi người cũng nói với mình, một số bạn anti-fan comment rằng là anh hết thời rồi, anh lỗi thời rồi. Rồi là các bạn còn spam cả vào tin nhắn Messenger trang cá nhân của mình, spam vào cả fanpage cũng như là những cái lúc mình livestream nữa. Mình cảm thấy là mình khá là áp lực với cái điều đấy. Và thông báo cho những bạn fan đang xem trên kênh của Sĩ Kẹo, đấy là hiện tại thì kênh của mình đang bị mất đề xuất. Mình mong rằng là nếu như mà các bạn xem được cái video này, thì trong mỗi video của Sĩ Kẹo đăng lên, các bạn cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ để giúp kênh lấy lại đề xuất được không ạ? Thì cái vấn đề gì sẽ xảy ra đối với một cái kênh bị mất đề xuất? Cái điều đầu tiên ấy, tức là người xem sẽ không nhận được thông báo khi mà mình đăng video mới. Đơn giản thôi, mình cũng có tìm hiểu và biết được rằng là khi mà kênh phát triển đến một cái mốc nhất định thì YouTube lúc này sẽ ưu tiên cho những cái kênh mới hơn các bạn ạ. Ưu tiên và đề xuất cho những cái kênh mới hơn và với những cái nội dung nó đa dạng hơn, còn những cái nội dung cũ bởi vì mình đã làm quá là nhiều rồi. Nếu như ngày hôm nay anh em fan Sĩ Kẹo các bạn xem được video này, đừng quên để lại một lượt like và một lượt chia sẻ giúp mình luôn. Đôi lời tâm sự với anh em về chuyện kênh nó bị mất đề xuất. Thì đơn giản thôi, khi mà ít lượt xem thì mình sẽ nhận được rất là ít tiền từ YouTube. Mà đơn giản thôi anh em, đam mê thì cũng cần có tiền để nuôi dưỡng. Cái này là mình chia sẻ thẳng thắn với các bạn luôn. Tức là nếu như mà cái công việc làm YouTube nó không cho được mình cái doanh thu để mình có thể gọi là trang trải cái tiền cuộc sống này, tiền nhà, tiền trọ, tiền điện, tiền nước, tiền làm việc các thứ anh em ấy, thì mình phải bật điều hòa. Lý do tại sao đúng không? Vì chơi game nó ra mồ hôi tay, bật điều hòa, rồi là ngồi 3-4 tiếng livestream, sau là ngồi chơi video làm clip cho anh em. Đấy, ngồi chơi game làm clip cho anh em. Thì mình thấy là cái thành quả của mình nó không xứng đáng với cái công sức mà mình đã bỏ ra ấy. Thì chắc chắn là đến một ngày thì mình cũng sẽ phải nói lời tạm biệt với anh em. Nhưng mà với cái thời điểm hiện tại đây thì chẳng có vấn đề gì cả, ngoại trừ là kênh của mình bị mất đề xuất từ YouTube. Thật sự là khá là buồn vì cái điều này, khi mà những cái kênh đã lập lâu rồi thì sẽ không được ưu ái như những cái kênh mới. Đấy là mình giải thích luôn cho những cái bạn nào mà chưa hiểu. Còn anh em fan Sĩ Kẹo thì các bạn cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ mỗi video là được rồi. Các bạn bảo rằng là em quý anh lắm, em muốn donate cho anh 5 đến 10 triệu đồng, 15, 20 triệu gì đấy. Mình thì mình cảm ơn tấm lòng của các bạn. Nhưng mà đối với mình thì donate có một cách ý nghĩa, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ không nhận. Đơn giản thôi, mình cũng đã từ chối những cái bạn như thế. Mình bảo là anh không nhận, còn tấm lòng của em anh ghi nhận. Nên là nếu mà nói là mình làm YouTube vì tiền thì một phần cũng không phải. Chỉ xác là nếu như mà không có đam mê thì mình đã không gắn bó với YouTube. Đến bây giờ là đã gần 2 năm rưỡi rồi mình gắn bó với YouTube rồi anh em ơi. Gắn bó với game Free Fire, đã có thời gian đỉnh điểm được rất nhiều người yêu quý. Những video của mình đăng lên 300-400 nghìn lượt xem, cả triệu lượt xem. Rồi là livestream trực tiếp 10 đến 15 nghìn người xem trực tiếp. Nhưng mà thì một câu mà mình phải nói với anh em luôn, với những cái bạn mà
các bạn nghĩ rằng là các bạn sẽ trở thành một streamer, một YouTuber thì Kẹo muốn chia sẻ với các bạn đôi điều thế này. Đơn giản thôi, trong cái xã hội này cũng thế, che già thì măng mọc. Đến bây giờ thì mình cũng đã 21 tuổi rồi và sắp tới thì là 22 tuổi. Nói thật thì là khi mà mình livestream game thì anh em gọi mình là chú. Thì đơn giản thôi, trong những buổi livestream thì mình luôn cố gắng tạo ra những cái sự vui vẻ để cho anh em thấy rằng là các bạn đang xem một cái người mà mình đây, mình là những người YouTuber đầu tiên làm về nội dung game Free Fire. Từ cái lúc mà con game nó rất là nhỏ, nó chập chững, nó đến với cái cộng đồng game, mình là một trong những người truyền cảm hứng cho các bạn chơi game Free Fire và hướng đến game Free Fire nó phát triển đến như bây giờ. Rồi ok, là một trong những cái người đặt nền móng đầu tiên cho cái cộng đồng game Free Fire, chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Nhưng mình cảm thấy tự hào vì cái điều đấy. Mình tự hào vì điều đấy. Và đến bây giờ đây thì có thể là coi như là cái tên tuổi của mình không được yêu thích như ngày trước nữa. Hôm nay thì tôi sẽ kể luôn cho anh em nghe về biến cố trong năm 2020. Thật ra thì đến cái năm nay, tôi xin nói luôn với anh em đấy là tầm khoảng giữa năm 2019 nó xảy ra một cái biến cố thế này. Hiện tại thì chia sẻ với các bạn, mình vẫn là một YouTuber, một streamer tự do, tức là mình hoạt động độc lập, không thông qua bất cứ một cái công ty nào cả. Thì đây tôi nói cho các bạn, đấy là giữa năm 2019 thì ngành công nghiệp streamer, YouTuber phát triển, nhà nhà, người người đều làm YouTube. Thế nên là phải nói là lên YouTube bây giờ nó sẽ có khá là nhiều những cái nội dung mà chúng ta gọi là nội dung rác. Thì mình cũng thấy là rất nhiều YouTuber game Free Fire làm những cái nội dung nó không hay như vậy, nội dung nó khá là nhảm. Thì mình cũng thấy buồn vì điều đấy. Một số kênh thì vẫn đang phát triển. Thật ra thì tôi chỉ nói với các em thế này thôi. Đơn giản, các bạn bảo mình hết thời. Tôi công nhận, tôi hết thời rồi. Anh spam tin nhắn nói rằng anh lỗi thời, anh hết thời rồi, anh xóa kênh YouTube đi, anh đừng làm YouTube nữa, đừng ra video nữa. Bằng chứng là kênh của mình dạo này thì những cái lượt người xem tương tác cũng rất là thấp. Nhưng mà điều đấy thì nó chẳng thể nào cản bước được mình. Đơn giản là mình là sĩ kẹo. Ngày xưa thì cái thằng sĩ kẹo đi lên làm YouTube chẳng có gì cả, chỉ là hai bàn tay trắng, chỉ là một thằng sinh viên nghèo chập chững bước lên thành phố. Câu chuyện của cuộc đời tôi thì cũng đã khá là dài. Khi mà mình mới bước chân lên thành phố thì chẳng có gì trong tay cả. Lên học đại học, một trường đại học không có danh tiếng. Đơn giản là mình cũng không phải là một học sinh giỏi gì cả, không có cái thành tích cao khi mà thi đại học. Mình xét học bạ, mình tham gia, mình học thôi. Bố mẹ mua cho một cái laptop để học. Mình từng định hướng đấy là sẽ theo ngành quản trị kinh doanh, và sau này thì mục tiêu phấn đấu trở thành một nhân viên văn phòng gì đấy. Nhưng mà khi mà game Free Fire cập bến tại Việt Nam, mình thấy rằng là cái lúc đấy thì tâm hồn mình trỗi dậy, mình thấy rằng mình chơi game Free Fire, mình nhận được rất là nhiều niềm vui. Mình thấy rằng là cái con game này làm cho mình giải tỏa căng thẳng, giải tỏa stress anh em ạ. Thì đơn giản về cái ngành của mình học ấy, nó rất là nhiều những cái lý thuyết nặng đầu luôn. Và khi mình chơi game Free Fire, mình thấy vui vẻ vì điều đấy. Ngày trước thì game Free Fire của chúng ta mới ra mắt, không có skin súng đâu trang phục rất là ít luôn anh em ơi. Thì ngày đó mình cũng có những người bạn hay chơi game, và thật sự là game Free Fire lúc đấy dành cho những máy cấu hình thấp,
chơi rất là ngon. Đến bây giờ thì game nó càng ngày càng phát triển, cũng như là cuộc sống của anh em ngày càng được nâng cao, thì đồ họa game nó cải thiện. Và phải nói là đến bây giờ thì game Free Fire phát triển vô cùng là mạnh mẽ, vượt xa những cái game khác luôn anh em ơi. Tại thị trường Việt Nam thì phải nói là game Free Fire nó là cái game mà có số lượng người chơi đông nhất tại Việt Nam. Thì nói chung là đến bây giờ thì tôi vẫn có những cái lượng người xem nhất định. Các bạn vẫn yêu quý mình, nhưng ai rồi cũng phải như vậy mà. Cũng đến lúc thì anh em không còn yêu quý mình nữa. Thì mình chỉ nói đơn giản thế này thôi. Tức là mình đã làm YouTuber được 2 năm rưỡi rồi. Đấy. Các bạn, kể cả là anh em có yêu quý mình thì các bạn xem video hàng ngày của mình luôn đúng không nào? Thì rồi một ngày các bạn cũng sẽ chán. Đơn giản là khi mà anh em ăn một cái món ăn lâu ngày thì các bạn cũng sẽ ngán đúng không ạ? Thì mình chỉ nói đơn giản là như vậy thôi. Còn những cái tình cảm anh em dành cho mình thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã ngồi tại đây để xem cái video này của mình đến tận cái lúc bây giờ đây. Rồi là những cái bạn vào dislike video của mình, bảo rằng anh hết thời rồi, đừng làm YouTube nữa. Với mình thì những cái thù ghét của người ta sẽ là những cái nguồn động lực để mình tiếp tục phấn đấu. Đôi khi là mình suy nghĩ rằng là tại sao người ta nói như vậy. Đơn giản rằng là người ta chỉ nhìn vào cái lượng view của mình thôi. Người ta chỉ nhìn vào cái lượng view YouTube của mình thôi. Trong khi đấy thì mình đang phát triển rất là nhiều những cái mảng khác: Facebook, YouTube, TikTok. Và đặc biệt là hướng đến cho người xem một cái nội dung mới, nội dung chất lượng. Rồi là còn một số vấn đề nữa. Đấy là khi mà anh em gọi là ít cái lượt xem bên YouTube thì bị các YouTuber khác khinh thường này, rồi là các streamer khác khinh thường này, cũng như là game Free Fire phải nói là có khá là nhiều những cái lượng fan phong trào. Kiểu như là khi mà các bạn thấy một ai đấy nó nổi trong cộng đồng thì các bạn theo dõi người đấy. Và ok, mặc định là anh em theo fan của người đấy. Với tôi thì tôi đến với anh em vì những cái chân thành. Mình bắt đầu làm YouTube từ một thằng sinh viên nghèo, hai bàn tay trắng. Thì đến hôm nay, ngay cả khi kênh mình có ít lượt xem, ok, chắc chắn là mình vẫn sẽ gắn bó với anh em, gắn bó với tất cả người xem trên kênh của Sĩ Kẹo. Đơn giản là không làm game này nữa thì mình sẽ làm game khác này. Rồi là khi mà các bạn không yêu quý mình nữa thì mình sẽ làm những cái khác. Nhưng mà đam mê là bất diệt. Đến bây giờ thì cũng đã có khá là nhiều người anh em của mình cũng bắt đầu vào làm YouTube cùng cái thời điểm như mình. Thì có những người phát triển, còn có những người bây giờ đang tụt dốc không phanh. Rồi là có những người cũng đã lựa chọn từ bỏ. Còn đối với mình thì sao? Mình bắt đầu đến với game Free Fire là người truyền cảm hứng cho các bạn, thì chắc chắn là mình vẫn sẽ gắn bó với game Free Fire. Đơn giản thôi, nhiều bạn nói rằng là anh hết thời rồi, anh lỗi thời rồi. Mình chẳng hề quan tâm chuyện đấy luôn. Đôi lúc mình nhìn lại cái cuộc hành trình của mình đã cố gắng, mình vượt qua bao nhiêu rồi, và cũng đã đạt được những cái thành công nhất định rồi. Chẳng có lý do nào mà khi mà anh em còn xem tại đây thì mình từ bỏ mình làm YouTube cả. Không. Vẫn sẽ làm YouTube, vẫn sẽ live stream, chơi game cho anh em xem. Thì mình đến với anh em bằng những cái chân thành cơ mà. Mình cũng đã chia sẻ với anh em từ rất là lâu rồi. Mình không phải là một người chơi game Free Fire giỏi. Nhưng những cái mà tôi muốn truyền cảm hứng cho anh em, đấy là những thứ thú vị về game. Năm nay ấy, thì game Free Fire nó chuộng về giải đấu. Thế nên là những cái kênh Free Fire có kỹ năng thì nó sẽ lên cao hơn. Có một điều thế này, anh em phải công nhận nhá, không phải là anh em cứ tập chơi game nhiều sẽ giỏi đâu. Đôi khi ấy, là anh em mỗi bạn sẽ có một cái tài năng riêng. Có thể là các bạn còn chưa biết tài năng của các bạn là gì cơ. Còn đối với mình thì mỗi ngày được sống, được làm YouTube, được livestream cho anh em xem, cũng như là truyền cảm hứng cho các bạn thì mình thấy rất là vui.
Nếu như mà những cái bạn anti-fan xem được video này, ok, ngày hôm nay thì mình muốn gửi gắm đến các bạn một cái điều thế này thôi. Các bạn có thể anti-fan mình, các bạn có thể dislike video của mình, nhưng mà cái chuyện mình tiếp tục làm YouTube sẽ luôn tiếp tục, luôn đứng vững và sẽ không có chuyện dừng lại đâu. Rồi nhá, thì hôm nay tâm sự với anh em thế thôi, cũng đã khá là dài rồi. Hôm nay tâm sự với các bạn cũng đã khá là dài rồi, thì cũng phải xin lỗi anh em, bởi vì là thời gian mình bận quá. Mình cũng đã hứa với anh em rằng là sẽ lên lại những cái video về series thám tử Free Fire, một cái góc nhìn khác về game Free Fire á. Nhưng mà mình khá là bận, và hôm nay phải chia sẻ với các bạn những cái điều này rồi nhá. Gửi lời đến những bạn fan luôn bên cạnh mình, yêu quý mình, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay, ngày hôm nay thì mình đã có thể là đứng vững tại đây và nói cho anh em nghe những cái điều này, vẫn có thể tiếp tục làm video cho anh em xem. Cảm ơn anh em nhiều. Thôi thì video cũng đã dài, mình xin kết thúc tại đây. Nếu như mà có thời gian hơn nữa thì mình sẽ rảnh mình làm những cái tâm sự với anh em sau nha. Đấy, và mong rằng là sau những cái video này thì chúng ta sẽ gắn kết với nhau hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.